Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với Tốt Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Suốt những ngày qua thì làng giải trí xứ Trung đang náo loạn trước thông tin Ngô Dược Phàm dụ dỗ gái trẻ chuốc rượu, lừa các cô gái vị thành niên vào chồng. Không chỉ có một hot girl tên Đỗ Mỹ Trúc lên tiếng, dàn người yêu trong bóng tối của nam ca sĩ cũng dần lộ diện. Tất cả đều đưa ra những bằng chứng trò chuyện thuyết phục cho thấy cựu thành viên của EXO thích tán tỉnh, thả thính, sau đó tìm cơ hội để lên giường với các người đẹp này. Trong lúc bê bối rối ren thì có một đoạn video ghi lại hình ảnh Ngô Dược Phàm quẹt Tinder không ngừng nghỉ, thậm chí không cần nhìn màn hình lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngô Dược Phàm liên tục quẹt phải như một thói quen, ánh mắt lơ đãng ngẩng lên nhìn ra xa, dường như nam ca sĩ muốn đẩy nhanh tốc độ tìm gái trẻ nên không cần soi xét quá nhiều. Trên mạng xã hội thì netizen xứ Trung phản ứng dữ dội, chẳng trách người ta gọi anh là pháo vương Canada, từ lóng để chỉ những người đàn ông chuyện tình một đêm. Nhìn clip tôi cho rằng đây là lúc Ngô Dược Phàm còn rất trẻ, thật là không ngờ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thế là xong đời rồi. Hai, thật không còn gì để nói. Với scandal tình ái ồn ào của Ngô Dược Phàm thì hình tượng của anh đã hoàn toàn sụp đổ dù cho nam minh tinh lên tiếng giải thích, đăng bài phủ nhận. Trước những bằng chứng của Đỗ Mỹ Trúc cùng hội bạn gái tin đồn của Ngô Dược Phàm tung ra để tố giác anh chàng, dư luận tin rằng nam ca sĩ đích thực là một kẻ cha nam đê tiện bậc nhất của showbiz. Nhưng dù sao thì mọi người vẫn đang chờ đợi kết cục mà Ngô Dược Phàm sẽ phải đối mặt, không biết rằng tương lai của anh ta sẽ trở nên như thế nào. Trước mắt thì hàng loạt thương hiệu hợp tác cùng Ngô Dược Phàm vội vàng tháo chạy để tránh bão. Đầu tiên họ xóa và ẩn những bài viết về nam minh tinh để thăm dò dư luận. Khi tình hình đã quá căng thẳng thì buộc lòng các thương hiệu phải lên tiếng trả lời. Trong khi đó thì phía nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng Lancome đã hồi đáp với khách hàng trước câu hỏi có còn hợp tác cùng Ngô Dược Phàm hay không. Chúng tôi và Ngô Dược Phàm đã hết hợp đồng từ cuối tháng 6 năm 2021, hiện đã ngưng hẳn các hoạt động quảng bá. Mới đây thì game Vương Giả Vinh Diệu và tập đoàn Tencent cũng lên tiếng xác nhận đã hết hợp đồng hợp tác cùng Ngô Dược Phàm. Thế là nam minh tinh lại bị bay mất hai thương hiệu lớn. Hiện tại thì chỉ còn 5 thương hiệu can đảm nhất lựa chọn tiếp tục tin tưởng Ngô Dược Phàm, dẫn đầu là anh cả luôn luôn vui tươi là LV. Hợp đồng hợp tác giữa Ngô Dược Phàm cùng LV rất lớn khi danh phận của nam minh tinh là đại diện toàn cầu. Lúc đầu thì LV có ẩn bài viết liên quan đến nam minh tinh nhưng chưa được một tiếng đã cài đặt lại về chế độ công khai. Hành vi của thương hiệu này khiến dân mạng xứ Trung chỉ trích là đang giỡn mặt với khách hàng, điếc không sợ súng. Không chỉ liên quan đến nghi vấn hại đời những cô gái trẻ, Ngô Dược Phàm còn bị nghi ngờ trốn thuế khi nhiều công ty liên quan đến anh họ của nam minh tinh vội vàng hủy hoạt động sau bài viết bóc trần về thu nhập của Ngô Dược Phàm trong 10 năm kiếm về 2-3 tỷ nhân dân tệ từ Đỗ Mỹ Trúc. Dân mạng kêu gọi các cơ quan thuế, vụ cảnh sát kinh tế điều tra về hành vi của phía ekip Ngô Dược Phàm. Sau bài tuyên chiến của Đỗ Mỹ Trúc thì hiện tại có thêm 4-5 cô gái lên tiếng vạch trần Ngô Dược Phàm từng gạ tình với mình. Nếu như Ngô Dược Phàm vượt qua ải này, tức là không dính dáng đến pháp luật, kể từ đây mọi chuyện dần lắng xuống thì coi như sự nghiệp cũng đã tiêu tan. Từ trước đến nay thì nam minh tinh không hề có tài cán gì đặc biệt về diễn xuất hay ca hát. Diễn thì đơ mà hát thì dùng phần mềm hỗ trợ giọng. Thứ mà Ngô Dược Phàm và fan tự hào nhất chính là tài nguyên nghịch thiên, dù tài năng có hạn và đặc biệt là mảng thời trang không có đối thủ. Fan Ngô Dược Phàm không quan tâm chuyện thần tượng mình có tác phẩm đại diện hay không, chỉ cần anh ta đẹp trai, tài nguyên thời trang dẫn đầu thì đã đủ tự hào để khoe mẽ rồi. Giờ đây thì hình tượng trai ngoan, trai ngây thơ của Ngô Dược Phàm sụp đổ, chuyện bad boy với khả năng dừng chiếu kém đã vang danh khắp Trung Quốc. Vậy thì còn thương hiệu nào dám mời anh làm người đại diện nữa? Lĩnh vực duy nhất là Ngô Dược Phàm có thể làm tốt để fan tự hào này cũng chẳng còn thì biết hy vọng gì nữa. Sau scandal này thì bộ phim Thanh Trầm Hành do Ngô Dược Phàm và Dương Tử đóng chính cũng gần như hết hy vọng được lên sóng, buộc phải nằm kho dài hạn. Trên đó là giả thiết nhẹ nhàng có lợi nhất dành cho Ngô Dược Phàm. Viễn cảnh tồi tệ nhất mà mọi người dự đoán chính là Ngô Dược Phàm bị pháp luật kết tội hại đời những cô gái trẻ. Chỉ nhiêu đây thôi thì án tù chắc chắn trên 10 năm rồi. Chưa kể anh chàng có dính thêm nghi vấn có hai quốc tịch là Canada và Trung Quốc. Điều này bị coi là phạm luật tại đất nước tỷ dân, thậm chí còn bị nghi ngờ trốn thuế, gian lận tiền nong. Với những tội trạng như thế này có khi quãng đời còn lại của Ngô Dược Phàm phải bóc lịch trong tù mất. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bao năm làm chuyện xấu tung hoành khắp chốn showbiz vì được chống lưng nên bình yên vô sự. Và đã đến lúc thì Ngô Dược Phàm phải trả giá. Nếu chỉ một lần phạm lỗi thì còn có thể tha thứ, chứ cái này nhiều lần với nhiều người và nhiều tội thì tha thứ kiểu gì bây giờ? Và thiết nghĩ thì tất cả mọi chuyện cần được phanh phui tất cả để răn đe những người khác. Là án lệ để những người trong showbiz chấn chỉnh lại bản thân và tránh làm bại hoại danh giải trí. Chúng mình là Tốt Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!